Giải thích quả penalty. Trong trận bán kết Euro 2024, đội tuyển Anh đã nhận được một quả phạt đền gây tranh cãi trước Hà Lan. Sự việc xảy ra phút 14 khi Anh đang bị dẫn 1-0, Bukayo Saka đi bóng từ cánh phải, cắt vào vòng cấm và tung cú sút bằng chân trái. Bóng đập vào hàng phòng ngự của Hà Lan bật ra, Harry Kane nhanh chóng vô lê nhưng bóng lại đi vọt xa. Trong lúc dứt điểm, Harry Kane bị hậu vệ Denzel Dumfries truy cản và ngã xuống sân ôm mu bàn chân đau đớn. Trọng tài Felix Joyer ban đầu cho Hà Lan hưởng quả phát bóng lên nhưng sau đó dừng trận đấu lại để hội ý với tổ VAR. Sau khi xem lại màn hình VAR, The Wire quyết định cho Anh hưởng quả phạt đền. Theo luật của Hội đồng bóng đá quốc tế IFAB mà UEFA tuân thủ, một hành vi được coi là phạm lỗi khi có cầu thủ ngăn cản đối phương bằng cách làm đối phương sợ chấn thương. Nếu có tiếp xúc vật lý, hành vi này sẽ bị phạt bằng quả phạt trực tiếp hoặc penalty. Trọng tài Joyer tin rằng pha vào bóng của Dumfries với gầm giày đạp vào mu bàn chân của Harry Kane thay vì phá bóng là nguy hiểm, vì vậy hậu vệ Hà Lan đã phải nhận thẻ vàng. Ronald Koeman và Virgil van Dijk phản ứng mạnh với các trọng tài. Ronald Koeman và Virgil van Dijk chỉ trích các trọng tài sau khi đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền vừa nêu trên. Koeman rất bức xúc, làm gì được khi bạn là hậu vệ, đây không phải là quả phạt đền. Dumfries muốn chặn bóng, sau đó giày của họ va chạm, những quyết định va như vậy là hủy hoại bóng đá. Virgil van Dijk, người bị phạt thẻ vàng trong hiệp 2 vì phản đối trọng tài, không cho Hà Lan hưởng quả đá phạt góc, cũng chỉ trích Zouaire. Trọng tài chạy thẳng vào trong ngay sau khi trận đấu kết thúc, điều đó nói lên nhiều điều. Tôi không có thời gian để bắt tay ông ấy, nhưng trận đấu đã xong, chúng tôi thua. Có những khoảnh khắc rõ ràng nên nghiêng về phía chúng tôi, nhưng không được. Dù sao thì kết quả cũng đã có. Ollie Watkins đã nói gì với Cole Palmer trước khi ghi bàn? Ollie Watkins tiết lộ cuộc trò chuyện với Cole Palmer khi họ vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 đầy kịch tính của đội tuyển Anh trước Hà Lan. Watkins nói với ITV, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó trong nhiều tuần, tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để có được ngày hôm nay. Tôi biết ơn vì đã có cơ hội và đã nắm chặt lấy nó, tôi rất hạnh phúc. Tôi xin thề trên mạng sống của mình, của các con tôi, rằng tôi đã nói với Cole Palmer, chúng ta sẽ vào sân hôm nay và cậu sẽ kiến tạo cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi rất hạnh phúc. Tôi biết ngay cả khi cậu ấy có bóng, cậu ấy sẽ truyền cho tôi và sau đó việc của tôi là đỡ bóng và dứt điểm. Khi tôi nhìn thấy nó đi vào góc dưới khung thành, ôi, cuộc đời tôi, đó là cảm giác tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Đã có rất nhiều lời chỉ trích, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã vào chung kết và đó mới là điều quan trọng. Bỏ qua Watkins, Southgate chọn ca ngợi hai ngôi sao khác đội tuyển Anh. Gareth Southgate đã dành những lời ca ngợi cho Bukayo Saka và Phil Foden sau khi đội tuyển Anh giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2024. Đây là lần thứ hai liên tiếp Southgate dẫn dắt Tam sư vào đến chung kết và ông tin rằng đây là thành tích tốt nhất của mình trong 8 năm cầm quân. Southgate chia sẻ sau trận đấu, tôi nghĩ đó là thành tích tốt nhất của tôi. Cách chúng tôi chơi, đó là một trận đấu phức tạp. Chúng tôi phải liên tục thay đổi kết cấu phòng ngự. Cái kết thật sự đặc biệt đối với toàn đội. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cầu thủ dự bị như Watkins và Palmer cùng với sự linh hoạt của đội hình. Đôi khi chất lượng từ băng ghế dự bị có thể được tận dụng như thế. Điều quan trọng nhất là mọi thành viên trong đội đều sẵn sàng thi đấu. Oli có thể gây sức ép tốt và thực hiện những pha chạy chỗ từ phía sau. Chúng tôi xứng đáng thắng. Southgate đặc biệt ca ngợi Bukayo Saka và Phil Foden. Chúng tôi có đội hình linh hoạt. Bukayo Saka đã thi đấu xuất sắc, tương tự là cách Phil Foden thi đấu. Cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu. Dani Olmo đắt hàng. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Dani Olmo trị giá 60 triệu euro sẽ khép lại vào ngày 15 tháng 7 sắp tới. Với 3 bàn thắng tại Euro 2024, quả thực Dani Olmo rất biết cách chọn thời điểm để tỏa sáng. Sau giải đấu trên đất Đức, giá trị của Olmo trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ sẽ tăng vọt và sẽ là mục tiêu săn đuổi của nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu sau khi Euro 2024 khép lại. Thời hạn hợp đồng của Olmo tại Leipzig sẽ kết thúc vào năm 2027 với mức giá giải phóng hợp đồng là 60 triệu euro, theo định giá mới nhất từ trang Transfermarkt. Với mức giá này, Olmo hoàn toàn có thể đầu quân cho Barcelona, Real Madrid, Manchester United hay Manchester City, Liverpool. Alan Saint-Maximin trở lại châu Âu. Jose Mourinho chuẩn bị ký hợp đồng với cựu sao Newcastle Alan Saint-Maximin cho câu lạc bộ Fenerbahce. Cầu thủ người Pháp, 27 tuổi, đã rời Newcastle để gia nhập Al Ahly của Saudi Arabia vào hè năm ngoái với mức giá là 30 triệu bảng. Tuy nhiên, sau một mùa giải, anh có thể rời Saudi Arabia để đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Fenerbahce đã được Al Ahly cho phép nói chuyện với Saint-Maximin và theo nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Çalhanoğlu, hai bên đã rất gần đến việc ký kết hợp đồng rồi. Mourinho, người đã gia nhập Fenerbahce tháng trước, đang tăng cường đội hình của mình nhằm giành lại chức vô địch Super League sau 10 năm chờ đợi. Huấn luyện viên Gareth Southgate chỉ ra điều cần làm để đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha. Phát biểu trên ITV Sports sau trận thắng nghẹt thở trước Hà Lan, huấn luyện viên Southgate nói rằng
đội tuyển Anh đã chơi rất tốt. Đó là một trận đấu phức tạp và chúng tôi phải liên tục thay đổi cách phòng ngự. Các học trò của tôi phải thích nghi mọi lúc, nhưng họ đã đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn. Cái kết thật đặc biệt đối với đội tuyển và là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà họ đã cống hiến. Điều quan trọng nhất là toàn bộ đội hình đều sẵn sàng ra sân. Do nhận thấy Harry Kane bị đau, Oli Watkins có thể gây áp lực tốt đối với hàng phòng thủ đối phương, nên tôi quyết định tung cậu ấy vào sân. Tôi rất vui khi Watkins đã lập công. Tôi vô cùng tự hào khi có thể đưa đội tuyển Anh vào trận chung kết giải đấu lớn đầu tiên ở nước ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, đội bóng đã chơi tốt nhất giải. Chắc chắn điều đó sẽ rất khó khăn. Nếu muốn vô địch Euro 2024, trước tiên đội tuyển Anh phải giành được bóng từ Tây Ban Nha. Họ có thể gây sức ép tốt. Vì vậy chúng tôi sẽ phải thi đấu thật xuất sắc kể cả khi có bóng hay khi không có bóng. Bahia sẵn sàng chốt hợp đồng online với Bayern. Theo nguồn tin từ phóng viên Florian Blatterberg, các thủ tục cuối cùng giữa Hao Bahia và Fulham đã được làm rõ. Fulham đã cho phép cầu thủ này ký hợp đồng với Bayern. Bahia sẽ ký hợp đồng vào tối nay hoặc ngày mai. Rất có thể anh ấy sẽ ký hợp đồng này kỹ thuật số mà không cần phải đến Munich. Ngày tiếp quản tuyển Pháp của Zidane vẫn chưa đến. Sau thất bại của đội tuyển Pháp trong trận bán kết Euro 2024, tương lai của huấn luyện viên Didier Deschamps đang là tâm điểm chú ý. Được sự ủng hộ của chủ tịch FFF Philippe Diallo, Deschamps dự kiến sẽ tiếp tục nhiệm kỳ của mình, nhất là khi ông còn hợp đồng đến năm 2026. Nếu Deschamps rời đi, việc tìm kiếm người thay thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một cái tên được nhắc đến rất nhiều đó là Zinedine Zidane, cựu số 10 của tuyển Pháp mơ dẫn dắt một đội bóng quốc gia nhưng không tỏ ra vội vàng. Theo L'Equipe, Zidane không quá chú trọng vào vị trí này. Nếu Deschamps tiếp tục ở lại, Zidane sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Man United gặp khó khăn trong thương vụ chiêu mộ Manuel Ugarte. Nhà báo David Austin tiết lộ trên The Atlantic FC Podcast rằng thương vụ chiêu mộ tiền vệ Manuel Ugarte của PSG đến Manchester United đang bị đình trệ. Sau một giải thất vọng, Sir Jim Ratcliffe và huấn luyện viên Erik ten Hag quyết tâm cải tổ đội hình nhằm đưa Man United trở lại thời kỳ hoàng kim. Vị trí tiền vệ phòng ngự được Quỷ Đỏ chú trọng do Casemiro và Christian Eriksen có thể phải rời đi vì tuổi tác. Man United nhắm tới Ugarte của PSG như một giải pháp thay thế. Thương vụ ban đầu tiến triển nhanh chóng vì PSG sẵn sàng để Ugarte ra đi do huấn luyện viên Luis Enrique không coi anh nằm trong kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, quá trình đàm phán gần đây chậm lại do sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Man United. Một số thành viên cho rằng Ugarte không phù hợp để đá cặp cùng Kobbie Mainoo. Man United sẵn sàng chi 38 triệu bảng để chiêu mộ Ugarte, nhưng không phải ai cũng đồng ý. Austin nói, các cuộc đàm phán gần đây không đạt được nhiều bước tiến. Hiện tại Ugarte đang cùng tuyển Uruguay tham dự Copa America 2024 và đã giúp đội nhà lọt vào bán kết. Như vậy là bản tin bóng đá ngày 11 tháng 7 đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn khán giả đã ở lại với video clip đến thời điểm này. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Fan Soccer Life phát triển tốt hơn về mọi mặt để phục vụ các khán giả đã yêu quý kênh. Đừng quên subscribe và đặt chuông thông báo để đón xem những chuyển động không ngừng nghỉ của bóng đá thế giới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.